Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp và tất cả các dịch vụ khác, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Vâng, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ làm con tàu CN2 0555 trang anh em nhé. Thì đây, sau cái phiên bản cập nhật thì con tàu này nó được làm lại và búp cái vũ khí thì mình thấy nó khá là mạnh. Cụ thể thì ở đây thì nó sẽ có hai khe tên lửa, một khe đôi và một cái khe đơn. Pháo thì vẫn là X1. Súng phóng lựu thì nó được búp lên là X3 anh em nhé. Và nó có thêm một cái khe X2 cũng phóng ngư lôi, một cái slot trực thăng và X6 phòng không. Về cái mặt phòng không thì nó vẫn vậy, nó vẫn giữ như trước đây, chứ nó cũng không có tăng thêm mà nó cũng không có bớt đi. Rồi còn cái chỉ số ấy, chỉ số thì cái con tàu này nó đã được búp lên, đó là 442.000 máu. Đấy, tốc độ là 24 hải lý, độ cơ động là 10,9, phạm vi của radar là 8,8 và phạm vi của sonar là 2,4. Có nghĩa là đây là một con tàu có cái phạm vi quan sát cực kỳ tốt anh em nhé. Phát hiện tàu ngầm ở cái cự ly 2,4 km, không phải tàu nào cũng làm được đâu. Rồi và theo cái yêu cầu của các bạn này ấy, thì bạn ấy bảo mình chơi làm hai trận. Đấy, một trận thì sẽ chơi đó là Scap Nava, và cái trận 2 thì mình sẽ sử dụng cái loại Type 40 của Nhật Bản anh em nhé. Đấy, pháo thì vẫn là Monarch thôi, mình sẽ chơi đúng như theo yêu cầu của bạn. Đấy, súng phóng lựu là Type 7264A hoặc là cái AROC. Thì mình cũng nói luôn là cái loại này ấy, thì mình sẽ chỉ sử dụng cái Type 7264A thôi nhé. Còn cái trường hợp mà anh em chưa lên đến cái level 20 ấy, thì anh em hãy sử dụng cho mình cái AROC. Đấy, thì ở đây mình sẽ chỉ sử dụng cái loại này thôi. Rồi, ngư lôi Type 12, trực thăng VKZ-19 và full gác full. Đấy, mình sẽ chơi đúng cái trang bị của bạn nhé. Trận 2 thì mình sẽ đổi sang cái loại Type 40 của Nhật Bản. Cái bộ trang bị này thì anh em chơi được rồi. Nói chung là cái bộ này thì rất là ngon. Cái ông phóng ngư lôi Type 12 thì nó sẽ giúp cho anh em spam ngư lôi. Con này thì nó có một cái khe X2 ông phóng ngư lôi đấy. Anh em phóng một lần thì nó sẽ bắn ra 4 quả. Còn nếu như mà anh em không thích spam mà thích theo kiểu như là tăng đam, gọi là chơi bắn theo kiểu từng đợt một ấy, gây sát thương nó mạnh từng đợt, thì anh em sẽ nắp cái loại cho mình Spearfish là 1 này. Đấy, hoặc là UGST là 2. Nhưng mà tốt nhất thì anh em nên ưu tiên những loại UGST, bởi vì cái Spearfish thì nó trôi khá là chậm và hồi khá lâu. Tốt nhất có điều kiện thì F21 trên thị trường bao giờ cũng là tối ưu nhất. Còn cái đồ shop thì đấy, mình đã tư vấn rồi, UGST anh em sẽ nên cân nhắc cái loại đấy. Cái Type 12 này thì chủ yếu là anh em đi spam là chính thôi, bởi vì cái sát thương thì nó ít, nhưng mà nó bù lại thì nó lại có cái số lượng nó nhiều. Đấy, nó phóng rất là nhiều quả ngư lôi, chính xác là nó phóng gấp đôi so với những loại ngư lôi khác. Cầm con này bây giờ nó được búp lại như thế này thì anh em chơi rất là sướng nhá. Thường thường một tàu khu trục như thế này thì không còn gì để mà chê được nữa rồi. Một con tàu đáng chơi dành cho những anh em mà cày chay. Thằng này nó ăn mình thì sao đấy? Nó mang con trực thăng gì đấy? Rồi, cho nó bắn rụng luôn. Một chết cha. Có tầm nhìn cái nó bắn mình ngay anh em ạ. Ê, bố láo mất dậy chứ này. Tự dưng thấy cái quả X51 bay sang một cái té luôn. À rồi rồi, anh em đi như thế này gì? Thế thì mình cũng quay đầu lại thôi. Anh em đi thế nào thì mình cứ đi theo đấy. Ở con này bây giờ nó 6 vòng không, nó chia làm hai khe, một cái khe X5, một khe X1 đấy. Tốt nhất là anh em cứ nên ưu tiên cho mình cái khoản X5 là cái chống tên lửa anh em đấy. Anh em thấy bắn máy bay khá tốt đúng không? Mình thấy nó đâu có tệ lắm đâu. Máu thì nó cũng trâu, nó hồi tặng cái máu đi. Hồi chơi chơi cái gì đây? Một bắn rụng luôn ạ. Phòng thủ khá tốt. Mình sẽ để cho con ngầm bên mình nó đi lẻ một bên. Trận này thì mình vào form nó hơi chậm anh em ạ. Lại không có tàu sân bay mà. Map này khá là kín. Anh em đi lên đi. Mình cũng đi cùng anh em luôn. Kìa, nó mang X51 này mà. Đấu trực diện nó không đấu lại được đâu. Anh em cứ tự tin lên. Tầm này thì lo gì. Ui dồi ôi. Cái gì đây? Ôi, cái bạn này đùa với tử thần à. Tôi chết rồi. Đâu, bạn này bắn ra đây, bạn ấy đùa với tử thần rồi. Ôi sỏi ơi. Em tạo thế ngay. Em tạo thế ngay. Có biến cái này em lùi ngay. Ôi dồi, cái góc này là góc cực đẹp của em. Các anh thì có thể sợ, nhưng mà em thì không, là em sợ. Đấy, nói thế cho nó nhanh. À, cái nó núp rồi anh em ạ. À, mình đang bị mất góc rồi này. Đấy, thấy chưa anh em, thấy không? Toang ngay mà. Cái góc đẹp như thế, tại sao anh em không đứng lại mà chơi nó nhỉ?
mình đứng lại mình cấu cho một lúc mà thằng tàu sân bay nó gần đi luôn. Đáng tiếc mình không được cái mạng đấy anh em ạ. Anh em có cái thế nó đẹp rồi ấy, sẵn sàng là lùi hoặc là trốn thoát bất kỳ lúc nào thì cứ thế mà chơi thôi. Đây này. À bắn đi, kích 51 à. Kích 51 thì mình không ngán. Ôi giời, mình lại không ngán anh ơi. 200.000 máu nữa cơ. Rồi bây giờ mình sẽ phải tập trung mình xử lý cái thằng này trước này anh em này. Đấy, như mình đã nói rồi đấy, cái loại này thì anh em chống ngầm rất là ok nhá. X3 cái phóng lựu này. Bất kỳ tình huống nào anh em cũng thể chơi được. Không có góc không nhỉ? Như là không có góc. À thằng ngầm nó chết. Nó rất là so di anh em, nó chết bố rồi. Đây là còn là một cái bộ trang bị cho dân cày chay chính hiệu đấy. Không có gì mà phải bàn. À thế bây giờ thằng ngầm nó chết rồi. Bây giờ cụ còn cái gì cụ bán nữa không? À và cụ vẫn dẫy ạ. À. Cụ vẫn dẫy anh em ơi. Khỏe thế nhỉ? Khỏe thế nhỉ? Chỉ sợ là cụ không dẫy được lâu nữa thôi. Em nên cho anh vào thế rồi. Em cho anh vào thế rồi, anh chạy đi đâu? Ôi cụ vẹt là đằng quang rồi. Tha 83 này chắc là cũng chết nốt rồi, đồng quy vô tận rồi. Lan trang này bây giờ còn phải công nhận là nó cũng lại sướng thật anh em ạ. Bắn càng phê. Đấy anh em thấy không, mình dùng đồ chay đấy. Đồ toàn đồ xốp ấy, theo yêu cầu của anh em đấy. Ôi giỏi rồi, ôi giỏi anh em thấy mình spam ngư lôi. Một đống cái ngư lôi nó trôi vào mồm cái thằng đấy ạ. Nó bắn đến như thế mà tại sao lại không được một kill nào nhỉ? Anh em thấy mình bắn rát không? Làm người yêu anh nha. Anh em nhìn cái tên này. Đây, check cho anh em xem qua này. Làm người yêu anh nha. Quá khắm. Ồ, bắn như thế này mà không được một kill nào. Quá phí của anh em ạ. Đó, được rồi, trận thứ hai chơi con Nam Trang này đi. Mình sẽ đổi sang cái Thai 40 anh em nhé. Rồi và sau khi một lúc mà thay đổi bộ trang bị thì đây bây giờ mình sẽ chơi cái trận thứ hai với cái con tàu này. Trang bị đó là easy như trận 1. Đấy, khác mỗi cái là Scam Lava thì mình đổi sang cái Thai 40 thôi. Tất cả vẫn giữ nguyên anh em nhé. Không có cái gì thay đổi cả. Khác mỗi cái tên lửa thôi. Cái này thì anh em sẽ bắn theo kiểu dạng địa hình được. Đấy, cái tên lửa Thai 40 nó bắn theo kiểu dạng cầu Âu ấy. Đấy, anh em bắn khá là sướng. Cái Scam Lava thì nó sẽ thiên hướng là đấu trực diện hơn. Ôi giời, lại được cái map này nó lại phù hợp với cái Thai 40 quá anh em ơi. Tên lửa Thai 40 Nhật Bản thì nó quá hợp luôn. Con này được cái là nó cũng na ná một cái phiên bản cao cấp ấy. Anh em có hiểu cái này này. Nó đơn giản là một cái phiên bản cao cấp của cái Scam Lava. À xin lỗi anh em, phiên bản cao cấp của cái DF-17. Nó nhầm cái Lava. Phiên bản cao cấp của cái DF-17 ấy. Tức là cái loại Thai 40 này, anh em càng bắn nó càng xa nó càng nhanh. Đấy, kiểu thế. Nhưng chỉ có khác cái là cái cách bay ấy, thì nó bay theo kiểu cầu Âu thôi, chứ nó không bay như Nava. Hoặc DF-17 nó cũng bay giống như Nava. Trận này đội bạn có tàu sân bay không nhỉ? Có anh em ơi, có. Ôi nó lại đi chung với nhau chứ kìa, hát chứ kìa thì. Bạn không sao, bạn này bạn Lider đúng không? Được, X51 được, kết bạn rồi đấy. À, cho bạn một quả phát Veliki à. Bạn không nút được đâu. Cái này nó bay nó mồi được anh em ạ. Nó mồi được. Đấy, nó bay này thì chắc là trúng rồi. Anh em thấy không, trúng hết rồi đấy. Trúng hết cả 3 quả đấy. Bạn này ra đây thì mình lại không ngán nha anh em nhá. Đấy, riêng bạn này ra đây mình không ngán. Một cái con tàu có thể nói là rất đáng chơi dành cho những anh em mà cày chay ở cái thời điểm hiện tại đấy. Chết rồi, không chạy được. Thành AT mà dí thì không thể chạy được. Không thể chạy được anh em ạ. À. Phá tạm cái quả ngư lôi đi vậy. Nhìn nó đỡ ngơ mắt. Nào còn ai nữa không? Trận trước là em đã không được cái mạng nào, em đã hơi cay rồi đấy. Spoon ship này. Bạn có thể mồi được một phát. Đấy, nhưng phát này thì bạn không mồi được rồi. Mình khẳng định luôn. Mình đang có cái thế đi lên rất là đẹp anh em ạ. Ôi sỏi rồi, anh em có thấy không? Cái tên lửa, xin lỗi anh em, cái súng phóng lựu này này, 27264A
với lại cái ống phóng núi lôi này, nó hồi gần như là rất là xem cái thời gian nhau nhé, bắn rất là sướng anh em ạ. Đấy, nó lại chết rồi. Có thế mình lại xin à, con lỏ thế nhỉ, là ra cho em xin vài phát nữa nào. Ui sổi bà phóng lựu bắn quá phê anh em ơi. Một cái lời khuyên nhanh nhá, nhanh gọn, anh em nào cầy chay không có điều kiện lên level 15, cố gắng mua con này mà cầy, không cầy được online thì cầy bot. Cho em xin cái mạng nữa đi. Ôi trời, ôi hạ gục à, xin lỗi anh em, hỗ trợ hạ gục, tưởng là ăn được cái quả bon ác anh em nó chửi chết. Cố xem có quét được 5 kin không. Lại mất bố trực thăng rồi. Thế còn bạn HHH với bạn ngầm mình không có sợ anh em nhé, riêng thằng nào thì mình sợ, chứ cầm con tàu khu trục không mà mình sợ. Này nó hơi khó nhai anh em, mình không dạy gì mà ăn cái thằng ngầm trước. Ông này khả năng là sắp thấy mà, sắp thấy tàu sân bay chưa, nó ở sau cái này này. Rồi mình nhắm nó chuẩn thế ta, mình nhắm cho nó chuẩn vậy ta. Khéo khi trận này đam còn to hơn cả trận trước thì giờ hơi nghi lắm, nghi trận này đam to hơn cả trận trước lắm anh em ơi. Quay đầu đi, quay đầu về nhà là vừa. Đây rồi. Bạn tàu sân bay bạn tàu sân bay bên mình đang bị hấp, anh em hết sức là thông cảm, bạn ấy đang bị con 096 nó hấp rồi. Ai ngồi sớm thế, đã ai làm gì đâu ngồi sớm thế nhở. Hình như bạn ấy tâm lý hơi kém anh em ạ. Bạn ấy tâm lý chiến nó hơi kém anh em thông cảm. Thực ra thì cũng không có hơn được đam trận trước, mà được cái thì được ăn 2 kin, nói chung là nó cũng đỡ nhục nhã hơn cái trận 1. Trận 1 lúc ấy anh em nhìn cũng biết rồi đấy, không ăn mặc mạng nào, xong hỗ trợ 5 ấy, và cay cú lắm anh em ạ. Thế bây giờ anh em có muốn mình chơi tiếp không nhỉ? Chơi tiếp cho video nó dài dài ấy, mình thấy có một số anh em bảo là thích xem càng dài càng sướng. Thôi được, bây giờ mình sẽ chơi kiểu này đi. Mình sẽ chơi tiếp trận 3 cho anh em. Đấy, cái trận này nhá, là mình sẽ chơi theo kiểu này. Đấy, một cái Nava này, một cái Type 40 cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Thử xem. Thế là sẽ kết hợp giữa hai trận luôn đấy. Để xem là nó có ngon hơn không. Trận đầu bắc cực, bây giờ lại bắc cực à. Cái này thì bắn theo kiểu, một cái là bắn thẳng này đấy, một cái lại bắn kiểu cầu Âu này, bắn cầu vòng đấy. Nghe cũng vẻ hơi khắm nhỉ. Ô, trận này khả năng bị thiếu người anh em ạ. Thiếu người rồi. Chán thế nhỉ. Nhưng mà bắc cực này bắn đủ người bắn mới sướng này. Bắn thiếu người thì kiểu cái map nó hai bên nó lại kiểu như là toàn bot ấy, bot nó đi sang bên chỗ anh em ấy thì bắn nó nhanh hết trận lắm mà nó chán lắm. Thế mình sẽ đếm thử xem là bên mình bao nhiêu người và bên địch bao nhiêu người. Bên mình có 3 người, bên địch có 2 người. Một ông kia cầm GS Maya, một ông thì cầu tàu ngầm K329. Nói chung là chỉ cần ăn được ông Maya với K329 là hết game. Mà nó nhiều. Đấy anh em thấy không, một cái trận nó ghép như thế, một bên 3 người, một bên 2 người thì chơi cái gì. Thôi sang đây tìm bạn Maya, bạn K329 cho nó hết trận này. Thực ra thì mình cũng không có ý định muốn đi chơi cái trận bài đâu, mà tại vì muốn làm cái video nó dài dài tí ấy, kết hợp giữa Nhật Bản với lại nước Anh, Nava với Thai 40. À đây rồi, đây rồi. À đây rồi, ui dồi, chúng ta đã thuộc về nhau đây rồi. Nào, tàu 1 triệu, tàu nào 1 triệu đỏ với lại tàu đô la của dân cầy chay. Chơi không? Chơi không? Chơi với tao không? Anh em sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa tàu 1 triệu và cái tàu của cái dân cầy chay đây. Nào, mày ra đây. Chấp mày luôn, cho cả mày cả tàu 1 triệu luôn. Mày ra đây. Đấy rồi, cả hai thằng ấy nó ở hết đây anh em ạ. Khả năng là ông này là đi xin tiền bố mẹ rồi. Ô
Ôi giời, ông GS may nha này, ông đi xin tiền bố mẹ rồi. Nạp gì ông. Khả năng mình cân được cả thằng này luôn anh em. Máu mình yếu quá, mình không có dại. Tập này máu mình yếu quá. Ôi, gặp này nó vã mình chết đấy. Ủa, cái gì đấy? Cái gì đấy? Bây giờ sao lại boss lại bắn mình người ta? Ô, anh ơi, em xin anh. Ôi giời ơi, nó chết ta rồi. Boss nó kéo lên để giết chết mình đi chứ. Hỏng, hỏng, hỏng. Còn có hai mấy nghìn máu này anh em ạ. Toàn. Ôi giời ơi, anh Cầm ơi. Anh Cầm ơi, anh đừng có chơi em. Cho em hồi máu cái. Em mà chết là em bắt đền cả nhà anh đấy. Ôi thôi, được. Tạm thôi, vẫn sống sót anh ạ. Anh Cầm ơi, anh nổi lên đi cho em bắn cái, máu em yếu quá rồi. Anh tàu sân bay. Cái này nó là boss mà. Con tàu sân bay nó là boss, mình đang muốn tập trung vào cái con tàu ngầm này. Đấy, chứ boss thì không tính tiền anh em nhá. Tưởng ông GS Maya như thế nào, nạp tiền thì thua cả cái tàu đô la hay chơi cái gì. Mày chơi tao này. Giờ mình sẽ không đi lên đấy anh em nhá. Không tội gì mà đi lên thằng ngầm kia bắn chết. Thằng này nó là boss thôi, không sợ nào. Tại lúc đầu trận ấy, thấy bên bạn có 3 người, mình có... À xin lỗi anh em, bên bạn có 2 người, nên mình có 3 người. Nên mình cứ tập trung mình lên, mình tìm thằng ngầm với thằng Maya là chính. Nghe nhớ. Mình ở đây kia mà. Thôi xem ngư lôi của bạn có trúng mình không. À trúng 2 quả, 3 quả. Phải công nhận là cái này nó thả ngư lôi nó trôi nhanh thật đấy anh em ạ. Nhanh cực kỳ luôn đấy. Kéo cái bạn này đi mua tàu chứ đi mua bằng như làm gì có kỹ năng nào đâu. Thế bây giờ bạn tính sao? Hết cả súng võng lựu luôn anh em ạ. Ê, nó mới đẻo chứ nè. Rồi đi lên tiếp. Mình sẽ chơi người thằng này đến khi thằng này nó tức ói máu thì thôi. Tên nhắn nhờ. Ô trận này khéo khi này sự kết hợp giữa Nhật Bản với Anh khi này đam là to nhất đấy anh em ạ. Đam khi này to nhất đấy chứ đừng có đùa. À xem phòng không có phá được không. 6 phòng không phá ổn anh em ạ. X6 phòng không là phá ổn đấy. Ngư lôi vẫn trúng à, mình đứng thế mà vẫn trúng à. Đều thế nhở. Thằng kia khả năng nó chạy rồi anh em. Khả năng này nó tính được nó chạy. Đấy, khôn đấy. Thế tại sao bên mình ấy? Thằng tàu sân bay. À tàu sân bay. Tàu sân bay thì đúng là nó không làm gì được thật. Không thể trách nó được. Nó còn ẩn tên nữa chứ nè. Level 50 thì cầm ẩn tên. Bố tổ các ông. Cầm con tàu ngầm mà thua cả con tàu đô la thì các ông cày làm cái gì. Toàn mấy ông đi mua bằng. Trình độ không có á. Tan. Nhớ. Kinh quá. Xem mình còn bao nhiêu nào. Còn có 2 cái quả phóng lựu anh em ạ. Thôi mình sẽ tận dụng mình đi ra mình dí luôn nhá. Sống chết với nó luôn. Anh em cổ vũ mình đi. Mình ra dí luôn, có một phát phóng lựu cuối cùng. Ôi trời, không ăn thua. Ôi giời ơi, mình tưởng bạn thế nào. Đấy quả ấy mình quyết định là đằng nào cũng hết súng phóng lựu rồi. Mình cũng nạp lại hồi hết rồi. Thế bây giờ mà hết thì còn mỗi cái ngư lôi ấy. Ra sinh tử với nó, ai ngờ nó chết luôn anh em ạ. Đấy mình đã đi test cho anh em nhá. Đủ các cái kiểu về cái con CN2 055 Nan Trang. Con tàu này thì nên chơi anh em nhá, rất là ngon. Cái vấn đề là anh em cũng phải có cái đồ ngon tí nữa. Còn nếu mà đồ không ngon thì tốt nhất là đi chơi đồ boss ấy. Lên đến cái level 20 ấy, thì anh em hãy bắt đầu mua những cái đồ ngon mà chơi. Còn nếu mà đồ level 15 thì mình nghĩ là cũng
chơi tạm thôi chứ không phải là mạnh đâu. Con tàu này nó muốn mạnh được là do vũ khí đấy anh em ạ. Rồi, và cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình, và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái video sau.